Tiền không? Lúc nào không? Có tiền cho mai 2 triệu ngay. Đang có việc gấp. Cười gì thật, có việc gấp. Nhanh có tiền cho mai 2 triệu ngay. Lấy được tiền để cho mày đi. Đùa. Mình giàu vay cứt ra, nhiều tiền vay cứt ra này. Cho vay 2 triệu. Anh lấy em nhiều tiền. Đầy, chào thấy mày cất đầy tiền. Cất đầy tiền. Nhanh cho vay 2 triệu thôi, 2 triệu. Có, em cất thật. 2 hôm giả, à 5 hôm giả. Ờ 5 hôm giả, tao chắc cú. 5 hôm giả. Ý. Không. Không có tiền. Mày đầy tiền. Nghèo lắm. Nghèo cứt đấy, ý. Cho vay 2 triệu. Anh có tiền, em tiền về 2 triệu mặt ra đi. Không. Mày có gì để đầy tiền? Không có. Kiểu gì tiền vứt đây tiền lấy đâu ra tiền kiểu gì cho vay 2 triệu có gì tiền tiêu vặt chả có mà sợ kinh tao biết đây 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 tao biết ngay chỗ giấu tiền của mày rồi mày hôm trước tao không lấy đấy thế chứ bây giờ tao bỏ cái tính ăn trộm rồi tao vay nè cho vay 2 triệu. Đây có tí tiền thôi, em để tiền của mưa thức ăn cho chó. Tao xem phát thức ăn cho chó, mày xuống nhà tao tao chó đây. Không. Trường đây. Trường này chẳng có giỏi. Thế thì mua thức ăn cho chó. Không. Cho vay 2 triệu. Không vay, vay có giả bây giờ đâu. Tiền vay, tiền thật vay, tiền thật giả, uy tín như thế này. Không. Hả? Nhớ là anh đủ em sao? Không, chả chơi dạ. Bùng gì? Không chơi. Mặt uy tín này mà chưa đủ uy tín. Mặt anh nhìn đề tiện. Có lợi không? Không. Anh cho vay 2 triệu cũng đang cần gấp lắm. Không. Nhanh. Gấp gì? Anh làm gì? Anh làm gì mà cần gấp? Có việc rồi, sắp tối rồi. Không. Đi. Không. Nhanh. Không. Nhanh. Thế thì đề tiền này. Sau 6 giờ 30 giả cơ. Vay làm gì? 2 triệu ấy. Sau 6 giờ 30 giả hẳn 2 triệu một. Ý, 2 triệu một lãi 100 đấy. 2 triệu dưới 3 triệu mà chẳng thể cho vay. Đây nhé, bọn nó, bọn mấy thằng người kia. Gì, cho vay nặng lãi à? Giết nhau à? Nó không có tiền, nó đi mua bóng đá mà. Hôm đó nó bảo em là vay 1 triệu, xong hôm sau mới trả 3 triệu, em chẳng cho vay. Làm chó cái chuyện này. Mua bóng đá thì mua bóng gì? Bọn nó hỏi mua đó. Bọn vay bọn nó xin tiền đi mua bóng đá. Bóng đá là mua. À cá độ bóng đá. Mua quả bóng này. Bóng đá cứ thử đưa đây. Tao không đi mua bóng, tao mua bóng khác thôi. Không. Hả? Thì 2 triệu thôi. Không, nghe em mất thì sao? Nhưng mất anh em không tin tưởng nhau nhỉ. Đây. Anh đưa điện thoại này. Không đây này tao tao vừa oán à tao vừa lục được của vợ ấy. Ui. Đấy tao tao vừa lục được của vợ cá vàng cái này á cái anh này á không sợ vừa anh bắt được đống nhiều lắm rồi 5 chỉ vàng 5 chỉ là bao tiền 5 chỉ bây giờ là phải 20 triệu đấy hơn 20 triệu ấy phê giá vàng chẳng 4 mấy 5 mấy à năm chỉ sao không bán anh đi với em 2 triệu nên là bán xong vợ tao biết thì sao vì tao định đem ra quán cầm đồ cơ nhưng mà tao sợ vợ tao nó nhìn thấy chết thật thì bây giờ cho tao vay 2 triệu tao đặt tạm cái này ở đây xem nào đấy trời hôm trước ôi thế hỏng của tao đúng thật vàng thật vàng chế 4 con chén này nào cho mày 2 triệu thôi. Thế nên mà bán được trả 20 triệu à? Trả thế à? Xong rồi 5 hôm là tao giả. 5 hôm anh giả bao tiền? Thì 2 triệu mốt đấy. Không, thì lỗ. Lỗ gì? Hôm trước có người hỏi em vay nha. 1 triệu, hôm sau giả 3 triệu luôn. Không? Mày bị thần kinh à? Vay 2 triệu thôi thế hôm sau tao giả. 2 triệu, 5 hôm giả 4 triệu. Không. Cái gì?
5 hôm giải là 2 triệu nữa là thành 4 triệu. Mình lấy dao mình cắt luôn cái cổ này. Cắt luôn đây này, chỗ này nhiều máu này. Chính vậy, thế nó mới bỏ. Đại gia cái gì còn cưa cổ ấy. Được, anh em mà cắt cổ nhau như kiểu xã hội đen này. Gì 3 triệu hả? Ừ thì 4 triệu cũng được, 5 hôm nữa. Mà có khi tối nay là tao giả luôn 4 triệu. Tối nay anh giải vẫn phải đưa 4 triệu đấy. 5 ngày là 2 triệu thì hôm nay phải trừ đi 4 ngày thì là còn có 500 rồi. À, được. 5 ngày 2 triệu. Nói chung là 1 ngày cũng 2 triệu. Mai nhớ đâu tối nay tao trừ phát, tao nhổ luôn. Để tao về, à nhầm. Nhớ nào hôm tối nay tao có tiền phát là tao nhổ luôn, tao về tao giả vợ tao bị chết. Thấy nhá. Đấy. Này, 5 hôm anh mà không trả nhé. Thì mang xuống đưa cho vợ anh xem, phát vợ anh rồi tắt điện luôn. Thế đấy. Thế nên là được. Cho ngay đi, yên tâm. Cho vay. Quá đẹp luôn. Đeo ra đường. Không biết có đủ không ấy. Thôi ông ạ, ông đầy tiền này không biết có đủ không. Tiền tiểu vật nhớ nhỉ. Tiền tiểu vật. Ôi, ok. Ok đi. Để em phải đi lấy kia. Lấy gì? Thôi tao về thôi. Này. Hả? Lấy gì? Em phải đi lấy sổ sách. Sổ sách gì? Ghi lại cái đồ anh bùng sợ. Từ nay đi ra ngoài cổng. Anh tay bay, anh tay biến. Anh tối sau. Ôi trời. Tin tưởng nhau là chính mà. Có cả cái này cầm rồi mà lại tối thì tối thì cho trong cái này luôn. Được rồi. Thôi. Làm gì? Cái gì nữa? Viết giấy. Giấy gì? Giấy vay đồ. Ui, thôi ông làm gì ông làm nhanh lên. Để tôi về muộn giờ của tôi. Đúng lại đi. Vay có 2 triệu bạc anh em mà hết phải cầm đồ xong lại còn giấy tờ. Cái gì? Viết thế nào? Viết thế nào thì mày viết, đưa tao ký cho xong rồi mày tự viết đi. Nhanh lên đi, không hết giờ cũng tã rồi. Ok rồi, đưa tao ký nhá. Ôi trời, sốt ruột quá. Dây trên vàng dưới. Rồi. Ok chưa? Thế này ai biết chỗ này? Chị đây. Lê Mạnh Cường. Mà. Ok chưa? Em ký rồi em. Chúng mày cầm luôn. Ký kiểu gì nữa. Rồi, về nhá. Mình lại cho người 10 triệu.
Thơm. Okay.
lừa rồi. Bà là mua 20 triệu mới ấy. Thế mà hay là anh có rẻ không? Rẻ cái này không, cái anh không mua được đâu. Không, không là anh không mua đâu. Không mua được á? À? Anh mua rẻ nó được không? Rẻ. Em mua, em 20 triệu em chỉ bán mấy triệu thôi. Thế cho anh nó không lấy, không phải là anh không mua đâu. Có anh cũng lấy á? Cho anh cũng lấy rồi. Vâng, thì em phê. Sao người ta khó phát mà thành màu đen nhỉ? Chó còn không lấy cơ. Ở đây mà lại cá lừa mình rồi.